Tin chuyển nhượng trưa ngày 25 tháng 3, Ronaldo cập bến đội bóng cũ của Neymar, Zidane ra điều kiện dẫn dắt Manchester United. Tin chuyển nhượng hôm nay 25 tháng 3, Ronaldo cập bến đội bóng cũ của Neymar. Zidane ra điều kiện dẫn dắt Manchester United, Rashford trên đường rời Man UTD. Lập kỷ lục khó tin, Cristiano Ronaldo chính thức ký hợp đồng với đội bóng cũ của Neymar. Mới đây, đội bóng cũ của siêu sao Neymar là câu lạc bộ Santos vừa gây xôn xao khi chính thức ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo. Zidane ra điều kiện dẫn dắt Manchester United. Trong trận đấu từ thiện mới nhất cho Real Madrid, cựu danh thủ người Pháp Zinedine Zidane đã chia sẻ về ba yếu tố quan trọng mà anh cho là cần thiết cho một câu lạc bộ. Những chia sẻ này hé lộ lý do vì sao Zidane từ chối dẫn dắt Manchester United, bất chấp sự quan tâm của đội bóng này. Zidane chia sẻ, tôi sinh ra là người chiến thắng và tôi ở đây để giành các danh hiệu. Tuy nhiên, ngoài ra còn có yếu tố con người, cảm xúc và cuộc sống. Tôi có cảm giác rằng những điều này không được coi trọng. Người ta không hiểu rằng đây cũng là cách duy trì động lực của một câu lạc bộ vĩ đại. Zidane ra điều kiện dẫn dắt Man UTD. Zidane cho rằng yếu tố con người đóng vai trò quan trọng không kém so với thành tích. Anh nói, ngày nay, cuộc đời của một huấn luyện viên trên băng ghế dự bị của một câu lạc bộ lớn chỉ kéo dài 2 mùa giải. Không nhiều hơn. Điều này khiến cho việc xây dựng một dự án lâu dài và phát triển một đội bóng trở nên khó khăn. Có thể suy đoán rằng Man United không đáp ứng được đầy đủ 3 điều kiện trên. Man United là một đội bóng lớn với tham vọng chiến thắng, nhưng họ đang trong giai đoạn chuyển tiếp và chưa có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Do đó, Zidane đã quyết định từ chối lời đề nghị từ Man United. Rashford trên đường rời Man UTD. Kylian Mbappe sẽ chính thức chia tay Paris Saint-Germain sau khi từ chối gia hạn hợp đồng. Mặc dù được đội bóng chủ quản ra sức thuyết phục, tiền đạo người Pháp vẫn kiên quyết dứt áo ra đi. Suốt nhiều năm qua, Mbappe luôn là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Real Madrid. Gần đây, Arsenal và Liverpool cũng bày tỏ mong muốn sở hữu chữ ký của ngôi sao 25 tuổi này. Tuy nhiên, nhiều khả năng Mbappe sẽ chọn đầu quân cho Real Madrid, bởi sân Bernabeu được xem là nơi lý tưởng để anh chinh phục các danh hiệu lớn, đặc biệt là Champions League. Rashford có thể thay thế vị trí của Mbappe tại PSG. Sự ra đi của Mbappe là một tổn thất lớn cho PSG. Mấy năm qua, anh luôn được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và là cầu thủ không thể thay thế trong đội hình. Việc tìm kiếm người thay thế xứng đáng cho Mbappe sẽ là một thách thức lớn cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Theo tờ The Times, Marcus Rashford là mục tiêu hàng đầu mà PSG nhắm tới. Tuy nhiên, sau mùa giải 2022-23 thi đấu thất vọng, phong độ của Rashford sa sút đáng kể. MU cũng không dễ dàng để tiền đạo người Anh ra đi, nhất là khi anh còn hợp đồng đến năm 2028. Greenwood hết cơ hội trở lại Man United. Tiền đạo Mason Greenwood của Manchester United được cho là sẽ rời khỏi Old Trafford vào mùa hè này, và Juventus được xem là điểm đến tiềm năng nhất. Theo tờ Defensa Centro, Greenwood đã sẵn sàng chuyển đến Ý, trong khi Real Madrid được cho là đã rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ trẻ này. Juventus được cho là đang tìm kiếm một tiền đạo trẻ tài năng để thay thế Paulo Dybala, người sẽ rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải. Greenwood được đánh giá cao bởi tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm, và anh có thể là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công của Juventus. Greenwood có thể tới Serie A chơi bóng. Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng Greenwood đến Juventus vẫn còn gặp nhiều rào cản. Manchester United được cho là muốn thu về ít nhất 50 triệu euro cho Greenwood, và Juventus có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng mức phí này. Ngoài ra, Greenwood vẫn đang phải đối mặt với những cáo buộc hình sự, và điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của Juventus. Tin chuyển nhượng Manchester United mới nhất, Real Madrid chính thức chiêu mộ Kobbie Mainoo, Man UTD sở hữu Rodrigo hè 2024. Tin chuyển nhượng Manchester United hôm nay, Real Madrid chính thức chiêu mộ Kobbie Mainoo. Man UTD sở hữu Rodrigo hè 2024, Manchester United cân nhắc gia hạn với McTominay. Cảm
ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.